Linh nổi điên vì Thảo dám phanh phui mọi chuyện trước mặt của Vân Anh. Mời các bạn đón xem các diễn biến tiếp theo của bộ phim Tình yêu bất tử và sau đây là các diễn biến chi tiết của bộ phim. Để có thể giải quyết chuyện của Lâm, Thảo đã trực tiếp đến công ty của anh ấy để phụ giúp Lâm tìm ra hung thủ. Trong thời gian chờ đợi Lâm về để bàn bạc kế hoạch, Linh tỏ ra vô cùng lo lắng, không biết là ai đã cố tình hãm hại Lâm ra nông nổi như vậy. Thấy bộ mặt giả tạo của Linh, Thảo càng cảm thấy không ưa một chút nào cả. Thảo khó chịu nói với Linh rằng, ở đây không có ai hết, còn cố gắng diễn kịch cho ai xem thì không biết, làm giống như là lo lắng cho anh Lâm lắm vậy. Nếu mà Linh biết suy nghĩ, biết lo lắng thì đâu để mọi chuyện xảy ra như vậy. Linh thấy ở đây có sự xuất hiện của Vân Anh, sợ chuyện gia đình sẽ bị lộ ra, nên cô nói Thảo có gì thì về nhà nói, chuyện riêng của gia đình tại sao lại đem lên công ty để nói như vậy. Thảo cũng nói luôn với Linh rằng, Thảo cũng không muốn đem chuyện gia đình nói ra đâu, chẳng qua là cô ấy không thích cái bộ mặt nai tờ giả tạo của Linh mà thôi, làm giống như cô ta thánh thiện lắm vậy. Thảo cũng khuyên Linh, tốt nhất là đừng bao giờ làm những trò mèo trước mặt của Lâm nữa, Lâm không bao giờ có tình cảm với một người như Linh đâu. Bà Ngọc có thể bên vực Linh, nhưng sự thật, Linh vẫn là một con người không xứng với anh Lâm và cũng sẽ không bao giờ được anh ấy để mắt tới. Hai người cứ cự cãi qua lại, khiến cho Linh cảm thấy rất khó xử, bởi vì cô ta lúc nào cũng muốn thể hiện với mọi người rằng Lâm rất yêu thương mình, để tránh ánh mắt thăm dò của người ngoài. Nhưng Vân Anh đã vô tình nghe được câu chuyện nên đã hỏi Thảo rằng, bộ không lẽ Linh và Lâm đến với nhau không phải vì tình yêu hay sao? Vừa nghe đến câu hỏi này thì lòng tự ái của Linh trỗi dậy, cô ta bực tức quát lớn vào mặt của Vân Anh. Linh cho rằng Vân Anh là người ngoài, lấy tư cách gì để mà nói chuyện riêng của gia đình người khác, cô ấy xí vào để làm gì? Linh còn thẳng tay đuổi Vân Anh ra khỏi phòng làm việc. Thảo cũng không chịu nổi nữa mà nói với Linh rằng, muốn người ta không biết thì tốt nhất là mình đừng bao giờ làm. Bây giờ mọi chuyện đã ra nông nổi như vậy rồi đó, Linh coi mà tìm cách giải quyết đi. Còn chuyện cô ta quát mắng người khác thì cũng không giúp cho cô ta giải quyết được vấn đề đâu. Nói rồi, Thảo cũng bỏ ra ngoài. Qua ngày hôm sau, trong cuộc họp của công ty, Lâm đang tìm cách đối phó trước những tin xấu đang lan truyền trên mạng xã hội, làm sao để có thể hạn chế thấp nhất rủi ro mà nó mang đến cho công ty. Sau khi đã có kế hoạch cụ thể và đã trao đổi với mọi người xong, thì Lâm cũng đã chốt phương án đó. Cuộc họp còn chưa kịp kết thúc, thì trợ lý của Linh hất hải chạy vào trong phòng họp và thông báo với mọi người rằng, cô chị mà hôm qua cố tình vu khống cho Lâm, hôm nay đã không còn sống nữa. Nghe nói là cô ta bị người nào đó ám hại nên mới qua đời. Giờ thì công an đang điều tra, bên phía công an đang cho rằng tình nghi lớn nhất chính là Lâm. Nghe được tin tức động trời này, cả công ty như náo loạn cả lên, không hiểu tại sao những chuyện xấu cứ liên tục ập tới như vậy. Còn chưa kịp gỡ rối thì Lâm đã phải gặp một rắc rối khác lớn hơn. Nhưng để có thể trấn an mọi người, Lâm khuyên mọi người đừng quá lo lắng. Nếu đã như vậy thì cứ để công an vào cuộc để điều tra. Lâm cũng thật sự muốn biết ai là người đứng sau những chuyện này. Nhưng liệu sự thật có sớm được phanh phui hay không, tất cả sẽ có trong các diễn biến tiếp theo của bộ phim Tình yêu bất tử. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm like và share để ủng hộ chúng mình nhé. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.